lại cả heo. Gấu đây rồi. Ba Quang, kiểm tra muộn quá hôm qua, mày nhắm làm đúng được bao nhiêu câu? 40 câu trắc nghiệm thì chắc đúng ít nhất 38 câu. À, đánh mày. Rồi cả heo. Gấu đây rồi. Hoàng giáo sư, thằng cu nu này sống không biết điều. Sao? Nó mới quay trở lại nhóm mà suốt ngày nó cứ quay quẩn bên mấy đứa con gái. Kìa. Đó, nó đánh banh với 4 đứa con gái mà nó cứ cố tình chiền banh cho bé heo, mà trong khi cả thế giới này ai cũng biết mày thích bé heo mà nó vẫn làm vậy. Nó cố tình thách thức mày đó. Cái thằng cu nu này. Thanh, theo tao đi coi tao chị nó. Kệ bên chị kìa. Mày ra trời. Trời. Không tới. Thằng kia, cái tướng mày bự như vậy nè mà mày đi chơi đánh banh với mấy bạn nữ hả? Thì bởi vậy tao mới chấp 4 người đó. Thôi im đi, mày đừng có biện hộ nữa mày ơi. Nhìn tướng mấy người đó kìa, ai cũng bằng được có phân nửa mè. Rồi mày thắng hãnh diện lắm hay gì? Giỏi. Vô đi chơi với tao. Vô mày. Dễ quá. Ừ, mấy người con gái vô trong hết đi. Vô. À không, bé heo. Vậy? Ra đây, tôi với bà phối hợp lũm thằng này. Vậy cũng được hả? Mày. Lộn ngón. 3, 2, 1. Vô. Rồi, cảnh đấu giữa quan giáo sư và cô nu bắt đầu. Bác bóng đây. Lẫn ba lẻ luôn rồi. Ừ. Phát banh đi quán. Để tôi. Để tôi đập cái cú phát bóng sấm sét này vô cái bản mặt đáng ghét của mày. Mày đỡ không được, mày nhục, mày quê. Qua ngày hôm nay để coi mày còn mặt mũi nào để tới đây quay phim nữa hay không. Cô nu, đỡ nó mày. Chỉ là lỡ chúng thôi mà, anh em đâu có cần phải mạnh ta như vậy hả? Tới bây giờ nó vẫn còn chảy si gô nè Thanh. Ví dụ bây giờ mày là bé heo đi, bị người ta đánh trúng cái banh vô người á, tao hỏi mày á, mày giận không? Giận chứ sao không giận? Thì đó, bé heo đang giận. Tụi tao bất đắc dĩ dữ lắm á, mới đánh mày đau đớn tới như vậy, để cho bé heo vui lòng, không có giận mày nữa. Đa tạ, cảm ơn anh em đã giúp đỡ. Ủa Ngọc, làm gì tối ngày bẻ cây lò xo này hoài vậy, không thấy chán hả? Đàn ông là phải chơi mấy cái trò mạnh mẽ giống như vậy nè. Mày cứ bẻ tới bẻ lui giống như tao á, là chừng nữa cái bắp tay mày nó sẽ bự như vậy nè.
thấy chưa? Ủa, mày cũng có lông nách nữa hả Ngọc? Ai không có mày. Thằng ơi, thằng này vô duyên thiệt chứ. Ủa, ê, cho tao mượn cái cây này ơi. Mấy hôm nay tao thấy cái cây này nè, nó làm mưa làm gió trên mạng á. Hay là mình kêu anh Vinh làm clip bẻ cái cây này đi. Hả? Đó giờ trò gì anh cũng cho mình chơi. Mà sao cái trò bẻ lò xo này anh chưa cho mình thử sức ta? Đúng rồi đó. Ê, mai tôi bay rảnh không? Rảnh. Rảnh. Ê, mai mày rảnh không? Sao không trả lời Ngọc? Mai tao bận lên trường thi ném tạ rồi. Tiếc cho mày vậy. Tiếc quá. Tội mày quá Ngọc ơi. Ngày mai thi bẻ lò xo rồi mà mày phải bận đi thi ném tạ. Thôi không sao, mày cứ tập trung đi thi đi. Anh em tụi tao ở nhà đại diện lên bẻ lò xo cho mày cũng được. Tiếc cho nó quá. Hên quá, thằng Ngọc này nó mạnh lắm. Mà mai nó bận rồi, coi như anh em chúng ta bớt đi một đối thủ mạnh. Ngọc ơi, sao mày đi đây không đúng ngày gì hết trơn vậy? Thôi cho mày rồi Ngọc ơi. Ủa Tiên, đi coi phim mới của Quân hả? Em đang coi tập 4 bộ phim Cuộc Chiến Với Lòng Đất nè. Hay lắm á mấy chị. Thôi đi, hai chị chuẩn bị chiến đấu với nhau nè. Có bà Hoa xuất hiện rồi nè. Bắt đầu rồi đó. Mấy người ở đó coi phim đi nha. Em đi về nghỉ ngơi trước, mai còn đi thi ném tạ nữa. Ráng thi đậu nha Ngọc. Trời, thi là có giải à. Ê, ba giải, ba giải. Mọi người đã trở lại với kênh Tony TV. Tiếc lỗi mọi người, trò chơi ngày hôm nay. Lấy sổ để đây là biết ngày hôm nay chơi trò chơi phái thử nữa các bạn ơi. Làm gì thông minh lắm, anh mới nói một cái đợp luôn đó, chơi trò chơi chứ gì. Dạ quan giáo sư. Cái anh lò xo ở đây là biết bữa nay chơi trò chơi thiên về sức mạnh rồi đúng không anh? Thì đúng rồi, lò xo đã cho em bẻ mà. Nào. 60kg, 50kg, 40kg, 30kg, 20kg, 10kg là nhỏ nhất đó Quang Mập. Dạ? Bẻ thử luôn Quang Mập ơi. Anh. Bé heo đang nhìn tao đó, biết làm gì chưa? Biết rồi, xích cái đi. Vô bẻ thử đi anh. Xích cái đi. Ừ. Cây 10kg ơi. Chị mày. Bẻ thử đi anh. 10kg hả? Không nổi à. Không nổi rồi. Sao nay em như ta? Chuyện hay lắm. Phải quá rồi, đỡ em gồng. Coi bộ cái anh 10kg này phải để cho quay giáo sư này ra tay rồi. Trời ơi. Vỗ tay lên đi mấy đứa ơi. Quay ơi. Không quay rồi. Mạnh quá. Mạnh quá. Mạnh quá. Rồi. Ai lên bẻ trước đi. Chẳng lẽ tôi mới bẻ để tôi chơi đầu tiên hả? Chơi. Cái vụ gì? Ê, giờ anh Vinh vô bẻ trước thử cho tụi em coi đi. Để coi anh bẻ tới được bao nhiêu ký. Mấy cây này đó nha. Hiểu rồi em ơi. Rồi đứa nào quay phim anh Vinh đi. Nè cho chị Thảo quay phim anh Vinh đi. Cầm đi. Quên nữa, nó bảo hiểm đâu. Rồi. Nè nè nghe nè. Mình chơi cái trò này á là mình phải đội nó bảo hiểm anh cho nó an toàn nha các bạn. Tránh những cái trường hợp mà lúc mà mình bật lò xo vuột tay á nó bùng nó đá vô gãy mũi gãy cái hàm của mình. Đúng rồi đúng rồi. Đội vô. Từ từ đi. Đội vô cho anh Vinh đi Thanh. Có nó quy tắc của mình là trong vòng 60 giây các em sẽ gặp mỗi thanh lò xo lại chạm tay vào nhau 3 lần. Ba lần hả? Ba lần hả? 1, 2, 3. Tin vui muốn báo cho anh nè. Tin gì vui? Tin đầu tiên, clip này có Tiểu Cường tham gia. Tiểu Cường đâu? Tiểu Cường đâu? Dạ. Đưa camera cho anh Vinh phỏng vấn nó. Tiểu Cường ơi,
em về quê hôm nào vậy? Dạ em về quê đây lâu rồi anh ơi. Là mấy tuần rồi? Dạ ở đây luôn á. Hả? Ở đây luôn rồi hả? Dạ. Rồi về đây em làm gì? Dạ về đây em làm xe. Hả? Mày về đây mày đổ xe mày đua hả? Dạ không có anh ơi, về đây em tháo xe em ra không có chạy nữa. Hả? Hôm nay mày tháo đồ chơi cũ ra, ngày mai mày lắp đồ chơi mới vô hay sao? Dạ không có anh ơi. À, xe em chạy gì? Em gắn mấy cái cây bô nổ anh hả? Chạy phiền hàng xóm lắm, giờ em tháo ra hết luôn, không có chạy nữa. Là bây giờ là em từ giã sự nghiệp đua xe của em rồi đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Rồi được rồi, vậy rồi. Cuối cùng mà Tiểu Cường nó cũng đã trưởng thành rồi các bạn. Cảm động quá. Ở quên nữa, hồi nãy em còn nói cái tin tốt thứ hai là cái vụ gì? Cái tin vui thứ hai là ngoài Tiểu Cường ra còn một nhân vật rất là mạnh mẽ tham gia trò chơi này nè. Nhân vật mạnh mẽ còn lại trong team Tony hả ta? Ủa, trong team mình còn ai mạnh mẽ nữa ta? Thằng Ngọc á thì bây giờ đang đi thi ném tạ cho trường rồi. Thằng Đại Heo thì nằm ở nhà ngủ kìa. Còn ai mạnh nữa anh? Đúng. Giờ trong team này còn ai mạnh hơn tôi? Quá. Cái gì vậy? Sao mày xô tao? Thì tao lùng, tao phải đứng ở đằng trước. Chứ đứng đằng sau vậy? Ai thấy tao? Không thấy thiệt. Cái camera đó có thấy tao không? Rồi mày, hả? Rồi mày mới làm gì vậy? Tao mới đá mày đó. Ủa mày nói tao mới biết luôn á. Mày mới vô tìm mà hổ báo hả mày? Nghe nè, cô Nu. Thằng Quang nó để bé heo, em phải giữ cho nó sĩ diện. Chị Hằng có sức mạnh nè. Nhân vật số 2 xuất hiện rồi các bạn ơi. Ai? Ai vậy? Hôm nay mới về. Trời ơi trời. Ôi Kim Hyun Chun Hàn Quốc mới qua. Nói chứ anh thấy tóc bắt đầu cũng hơi đen lại nè, khoảng tháng nữa coi nhuộm lại nha. Dạ. Rồi ok, có Tiểu Hùng về là cũng vui rồi các bạn. Vui ơi. Vui đó. Bữa nay chủ nhật em về, vậy là chiều nay em lên lại Sài Gòn hay là? Dạ khuya nay em đi anh ơi. Khuya nay đi ha. Rồi tối nay anh dẫn mấy đứa đi ăn chè luôn. Chúng ta có 6 cục mốc từ 10kg, 20kg, 30kg, 40kg, 50kg cho tới 60kg. Thì khi em gặp 3 lần lại nhau như vậy, 1, 2, 3 là em vượt qua được một cột mốc. Rõ chưa? Thì sau khi em vượt qua mỗi cột mốc em sẽ có phần thưởng tương ứng. Đó. Nhẹ không? Nhẹ. Nhẹ thì 10.000. Rồi 20kg nặng hơn đúng không? Dạ. 50. Đó. Thấy hơi nhiều rồi nha, 50 là hơi nhiều rồi đó nha. Dạ. 30kg hơi nặng rồi phải không? Hơi nặng rồi. Một bảo mình cua vô cực. Tới 40kg nặng hơn rồi phải không? Nặng hơn anh ơi. Với cái lứa tuổi của tụi em mà bẻ cái cây 40kg gặp lại được 3 lần là tụi em mạnh rồi đó. Thì phần thưởng là một áo giáp cool siêu phàm và một giấy xếp cool thiên biến vạn hóa. 50kg là dành cho lực sĩ rồi đúng không? Dạ. 500.000. 60kg là dành cho những đại lực sĩ ở cái tuổi thanh thiếu niên đúng không? Dạ. Một đồng hồ cool vạn năng. Không thích lấy đồng hồ cool á thì có thể nói với anh Vinh để mình lấy cái thẻ đặc biệt. Em lên cho thử cho. Em muốn thử luôn hả? Dạ đúng rồi. Cây 10kg nè. Ừ. Gắn lên Phương ơi. Đúng rồi. Bé này Phương có bé còn nói nè. Thôi em giữ sức đi. Dạ. Khó quá anh Vinh ơi. Cái gì nữa? 10kg, 20kg á thì tụi em còn bé nổi. Chứ 30, 40 sao mà nổi anh? Mới hồi nãy tụi em nói dễ rồi bây giờ cũng tụi em là khó à. Anh Vinh chỉ cần có 25 giây bẻ tới cây 60kg rồi. Ít gì tụi em cũng phải bẻ tới cây 40, 50 đúng không? Ê Phan ơi. Dạ. Em đi vô trong này cây. Em bẻ cho anh Vinh cái cây lò xo 10kg này coi. Mấy anh này mấy anh là khó kìa. Ủa em đi đâu hả? Dạ em đi giặt đồ. Khỏi giặt gì chân á. Rồi bẻ đi. Để em lại dậy kìa. Rồi đó. Rồi bẻ đi Phan ơi. Mạnh lên Phan ơi. Mạnh lên em ơi. Mạnh lên. Thằng Phát này năm nay học lớp mấy rồi chị Thảo? Lớp 7 rồi đó. Nó là em của anh Vinh mà không hưởng ké được miếng cơ bắp nào của anh trơn á. Ai biết đâu. Ê Thanh, mày coi Phát nãy giờ bẻ cây 10kg bao lâu rồi? 1 tiếng 36 phút rồi. Trời. Sắp được rồi em ơi. Mạnh lên cô em ơi, mạnh lên em ơi. Mạnh lên. Mạnh lên.
Thì team nam và team nữ sẽ chơi riêng, chứ sức của các bạn nữ gì làm sao mà chơi với các bạn nam được. Thì bạn nam, bạn nào thi đầu tiên? Em đi chưa? Tiểu Cường trên Sài Gòn mới về cho nên giờ Tiểu Cường là viên đầu tiên vô đây thử sức luôn. Đếm 1, 2, 3. Thời gian còn dài lắm em ơi, mạnh lên em ơi. Cửa mạnh lên, sắp được rồi, sắp được rồi. Mạnh lên em ơi. Thôi, không nổi luôn hả? Mà sao vậy anh? Em bẻ cây 40kg thì không nổi anh ơi. Trời ơi, thôi. Hoàn thành 30kg, một bảo bình quân vô cực. Lấy bảo bình quân vô cực đi. Lấy luôn, lấy luôn. Lấy giùm vô cực. Ừ, mình lấy màu nào? Màu cam đi. Ừ, đây nè. Rồi. Cảm ơn nha. Tiếp theo, tới thành viên nào? Em. Cunu vô luôn. Cường ơi. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, lót tiền lại nha. Lót cái tiền. 1, 2, bắt đầu. 1, 2, 3, trời ơi. 1, 2, 3. Hôm nay mạnh thiệt, tới cây 30. 1, 2, 3, trời ơi. Ủa sao bộ 30 nhẹ lắm vậy mấy nè. Trời ơi. Mạnh lên Cunu ơi, thời gian còn dài lắm em ơi. Thời gian còn dài lắm, từ từ, gắn lên. Cây này lãnh 500 ngàn đó má heo. Thằng Cunu này mạnh dữ vậy. Ai nói là mập bụng bự là yếu đâu trời. Trời, cố lên. Đó, một cái rồi. Tiếp đi, hai cái được 500 ngàn. Cố lên bánh bèo Cunu ơi. Cổ vũ đi. Nhanh lên, cố lên Cunu ơi. Đó, một cái rồi được 500 ngàn. Một cái. Thôi hết thời gian rồi. Sao mày nãy mạnh dữ mấy đứa? Thôi. Nằm chú ơi, tự hào vậy em đâu ơi. Mạnh dữ vậy trời. Lấy một bảo bình quân vô cực. Cộng với một áo giáp quân siêu phàm với một sóc giấy quân siêu biến nhận quá luôn. Thôi em chưa. Sao mày cung dữ hả? Không biết nữa. Đây chiếc này khó rồi. 1. Thôi rồi. Không tới 40kg. 2. Bắt đầu. Nói thì bỏ cuộc. Bỏ cuộc rồi, bỏ cuộc các bạn ơi. 50 giây rồi. Vậy là Quang bẻ được tới cây 30kg. Một bảo bình quân vô cực. Lấy đi, thích màu nào lấy màu đó. Ok, mặc áo màu cam, lấy bình màu cam luôn. Mấy bạn nào? Cun vô cực là 30kg mà nó bẻ không được nữa. Vậy đây là 60 ngàn tiền thưởng của Tiểu Hồng. Tiếp theo tới bạn nào? Vũ Anh. Tới Vũ Anh ơi. Nó bẻ tới 50 luôn nha. Chị Phương, anh Thanh mạnh dữ lắm đó. Biết mà, mấy năm nay chơi trò chơi sức mạnh, trò nào mà anh chả thắng. Ai? Bẻ kìa. 2, 3, rồi, cun vô cực rồi đó.
từ từ 500 ngàn trái cây 500 ngàn. Đúng rồi, xỏ cái tay vô cái cây đi. Trời ơi, hai cây nữa anh ơi. Hai, trời ơi. Chưa được, chưa được. Trời ơi, con mèo này, mèo đi ra chỗ khác. Hết giờ rồi anh ơi. Hết giờ rồi. Phải thổi nữa anh ơi, tới em nè. Đây, 500 ngàn để lại. Tiếc quá, bẻ chỉ thêm một cái nữa thôi là được 500 ngàn rồi. Lấy bảo bình côn vô cửa. Mày lấy cái bình nào? Bình màu hồng đi. Ờ, để tao lấy cho. Lấy đi mày. Làm gì hoài trời, lấy đi. Mày thấy tao lùn nhảy không tới rồi mày đứng nhìn hả? Tự lấy đi chứ. Lấy đi, được không? Rồi nè. Rồi. Ê, áo giáp cuốn siêu phàm để ship cuốn thiên biến dạng qua. Nè, tiền em là Thanh ơi. Dạ. Tiền em nè. Cảm ơn anh Vinh. Rồi á, chị hai nào á, bắt con mèo này bỏ nó vô nhà giùm tôi đi. Trời ơi, chỗ người ta quay phim mà nó vô trong này nó cản trở hoài à. Đi ra ngoài đi. Vô. Tới vô. Vinh ơi, tới em. Một, hai, ba, bắt đầu. Gom quà nè, gom cái hơi mệt luôn nè. Gom cái bình gì? Lấy bình này nha. Dạ dạ dạ. Gỡ bình này xuống đi. Một bình nè, nè áo giáp nè, lấy luôn nè. Nè, giấy xếp côn thiên biến dạng quá nè. Đồng hồ côn dạng năng nè. Lấy thẻ đặc biệt hay là lấy đồng hồ? Em lấy đồng hồ đi anh ơi. Lấy đồng hồ phải không? Đây. Tặng cho người em của em. Ok. Ngáo mạnh quá. Rồi xong hết chưa? Xong hết các bạn nam chưa? Rồi hai giờ tiếp theo tới các bạn nữ nha. Anh Vinh có thay đổi một số luật lệ. Nữ thì lúc nào cũng yếu hơn nam á. Đúng không Ngao? Dạ đúng. Quên quên Hùng, anh không có hỏi tới. Hay nghe kỹ này. Cái thanh lò xo 10kg này em bẻ cong là được 10 lần là anh Vinh thưởng cho em 100 ngàn. Bẻ cái thanh lò xo 20kg 10 lần tặng cho em một bảo bình cuốn vô cực. Còn nếu cái cây 30kg này nè, chỉ cần em gặp lại một lần thôi, anh Vinh thưởng cho em một cái đồng hồ quân nhận năng. Sao? Thấy quá dễ đúng không? Dạ. Ưu tiên cho phái nữ em như vậy luôn đó, mà em vô em thi em bé không được, nó là vừa tội rồi. Bạn nào thi đầu tiên? Rồi chị Thảo vô đi. 2, 3, bắt đầu. Rồi. Mới có 24 giây rồi Thảo ơi. Qua rồi. Lên em ơi. 5 6 7 8 9. Mày nữa hả? Rồi cái... thôi không kịp đâu, không kịp đâu mấy đứa ơi. Một bảo bình cuốn vô cực dành cho chị Thảo. Thấy chưa, dễ ăn rồi. Chị lấy bình nào? Bình màu xanh đi. Xanh đó mày ơi. Ai gọi nè chào. Tiếp theo tới địa phương kìa, địa phương chuẩn bị rồi nè. Vô đây luôn. Thảo ơi, hiền em. Đó, rồi. Phương vô. Phương. Đây đây.
Em trọng tài em đứng gần đây nè, em đứng lâu hoài á. 1 2 3 bắt đầu. Các bạn thấy chưa, chơi mấy trò này á phải đội mũ bảo hiểm mới an toàn nha mọi người. 5 đúng mới được. 6 7 8 mạnh lên, mạnh lên, cái nữa rồi bẻ một cái Phương ơi, một cái một thôi Phương ơi nữa con mèo nữa kìa. Phương anh hết giờ rồi. Tiền cho Tiểu Phương quá, tiền của Tiểu Phương nè, cộng với một cái bảo bình quân vô cực. Đấy, cái bảo bình quân nè, màu hồng luôn nè Phương ơi. Á Tiên nữa, riêng Á Tiên anh Vinh nói thiệt, em cho nó 200.000 luôn chứ chắc nó bẻ lại. Mấy đứa có thắc mắc gì không? Có ý kiến gì không? Đây cho nó 200.000 luôn. 10 kg bẻ được 10 cái lấy 200.000. Ok không? Lấy đồng hồ bấm giờ cho anh. 1 2 3 bắt đầu. Rồi. Đếm đếm mấy đứa ơi. 1. Sao nó lặng vậy? Bắt giờ vô anh. Nhiều rồi. 54 giây rồi. Rồi, 54 giây rồi, có anh. Hết rồi, giá tiền các bạn ơi. Dễ nhất mà nó bẻ còn không nổi nữa mà các bạn. Tiếp theo. Tới bé Hợi. Ủa lộn, bé heo con Hợi cháu Thiên Bồng Nguyên Soi. Anh Vinh. Cái gì? 200 luôn hả? Mày khôn quá ha. Tới bé heo mày kêu tôi giữ 200, tôi đập mày bây giờ. Lấy lại 100 đi. Bẻ lên coi. Bắt đầu. Có 25 giây thôi. 2 3 Trời ơi, con heo này mạnh quá các bạn ơi. Mạnh quá trời ơi. 5 Vẫn còn kẹp. Dạ, vẫn còn kẹp ông ơi. Gan lên bé ơi. Gan lên. Ừ. Gan lên. Hết thời gian rồi bé heo ơi. Ơi, bé heo chỉ được 100.000 thôi. Cầm đi. Có vẻ như trò chơi này là không phù hợp với các bạn nữ rồi. Các bạn đừng quên ủng hộ team mình bằng cách là bấm đăng ký kênh, bấm like và bật cái chuông thông báo lên nha mọi người. Và video này tạm dừng tại đây thôi. Đừng quên uống sữa Cool siêu ngon, sưu tập bảo bối siêu cool. Tạm biệt. Nổ lắm Quyền.